Ê mai. Gì gì? Cái quán này ngon nè, ngày mai tao dẫn mày đi ăn không? Được. Mai đi nha. Rồi. Không, mai tao mất họp rồi. Họp gì? Quán rồi xếp dí lắm. Mất họp rồi. Nữa. Thôi. Vậy thì khi khác đi, mà cái gì mày phải hẹn tao trước 1 tuần để tao sắp xếp mọi thứ ok rồi đi. He. Để lần sau tao dẫn mày đi. Không, tao bào luôn. Nhớ đi nha. Ừ. Tuần sau tao rủ đó. Ê, tuần sau đi xem phim không mày? Phim này hay lắm nè. Phim hả? Đi. Lâu quá trời luôn tao cũng được coi phim nữa. Mà chừng nào đi mày? Chủ nhật tuần sau nha. Ê mày không được rồi, chủ nhật tao còn phải làm báo cáo với hai họp rồi đó. Làm báo cáo có lần rồi. Lần nào cũng vậy á. Mày thông cảm cho tao đi. Chắc mốt hẹn mày hẹn trước năm cho chẳng quá. Vậy đi, vậy tao dễ xin lịch. Mày hẹn tao trước năm rồi á. Đi. Hôm nay tao phải qua đến tận nhà mày rồi để rủ cho mày trước 1 năm sau. Ngày sinh nhật của tao 1 năm sau tao mày đi Đà Lạt, tao dẫn mày đến cái tiệm này, được không? Được. Nhưng mà lâu lắm, cái đó tính tiền đó. Cũng mày đòi hỏi cho giữ vô. Kia tao báo được 1 năm rồi, bây giờ lại tới đó tính. Tới đó tính thôi. Thôi đi liền. Vô đây. Hôm nay tao đi vô đây. Không có đi, đi. Đó, bây giờ tao sẽ dẫn mày vô tiệm cà phê Xóm Lèo nè. Mày thấy không gian thoáng đãng cực kỳ chill chưa? Ra đây là giới trẻ bây giờ hay đến là đạt ra đến chỗ này đó má. Đến chỗ này là người ta nhìn ngắm được hoàng hôn nè.